Chào các bạn nha. Lâu lắm rồi anh em lúa không có đi săn đêm, bữa nay mình đi săn đêm nha. Ba Sông, anh Tú, Úc Thanh, Trạng. Hello Sông. Hello, chào cả nhà. Bữa nay anh em đi săn đêm đây. Hello Úc Thanh. Xin chào. Hello. Hello Trạng. Hello cả nhà. Hello anh Tú. Bữa nay mình đi săn đêm nha cả nhà ơi. Mình đang vô cái vườn xài, đang chỗ bông. Dữ lắm bông. Cũng có trái luôn. Hôm trước mấy anh em thấy chuột nó cắn xài hôm nay nè. Mình vô mình đi săn nha cả nhà. Nó cắn xài nhóc chân. Cô giờ có công dùm á. Dài dài đắng đâu không? Chia ra. Có là lên. Ở trái xài bàn kia chàng ơi. Săn cái trái xài bàn kia cả nhà ơi. Có làm rồi cả nhà ơi. Chỗ lúa rồi. Chuột này hay quá. Nó vòng vòng đây chứ đâu. Đâu hả? Sụp sọc hả? Rồi chừng ai mua chĩa chích em anh Tú. Con sao? Sao trong mối này mà bắt được hay vậy? Trời. Dạ. Con cơm. Đâu hả? Trong đây bay ra nè. Dính dính vậy? Ba con nhắn mối. Trời đường tay đi. Con cua cơm nó bự trời ơi. Ê trời. Tốt cây coi nhờ. Cua cơm bay đây nè. Ổ quá vậy kỳ ta. Hả? Uống kìa con kìa. À, ba nhắn mối. Trời ơi hay. Ba con. Đây nó mối bành kia cả nhà ơi. Trời bỏ luôn. Đó, xuống. Qua. Đi xong. Nó còn chỗ này hả? Chỗ đèn sáng á. Trời. Mày bắt chân món không vậy? Con chuột chạy xuống góc gì vậy? Đâu có xài không vậy? Đâu có xài dung nguyên vậy? Dỡ lên cây đồng đồng anh Tú, đồng đồng dưới mấy dưới, chân dưới đây. Em mới gặp những cái chết trận á. Thấy không? Kì kì còn không ạ? Xong qua tiếp xong. Luôn cái đó đó. Qua tiếp xong rồi. Đi. Ai lên cây nhanh tốc, kìa. Nhanh lên tốc rồi. Đâu rồi? Đây nè, anh Tú. Đây nè, anh Tú. Đừng có lưng. Đừng đi nè. Đâu rồi? Vô đó bóc rồi, mạc. Đi đâu? Đây đây rồi, đi đây rồi. Chưa bắn dội vậy. Dễ có gạn không ạ? Chưa. Rồi, chui hang này. Mới chui hang này.
Trời ơi trời. Quá trời cái chĩa nó dài. Chuột cũng nhỏ không bự. Quỷ thằng ơi. Mệt. Mệt cả nhà ơi. Không có đường chụp nữa. Đây giúp mối xong đi không? Mối bằng kia xong xong im đi đi. Đây nè. Đây nè. Đây coi xong đây coi nè xong. Được. Chụp đi. Chụp đại xuống đây nè. Cái chĩa. Cái đầu đắng coi đó vậy. Ê. Chạy đắng quá. Mới chạy đây ơi. Chạy đây nè. Nhìn nè. Cái đèn đâu lúa đâu là tôi nói ra đó đó. Gặp không? Gặp không? Chứ bữa nay ngày vẫn mối trời. Năm. Xài đâu mà gì đúng. Xài đâu mà dưới thôi. Nè cái chế nè. Ừ. Bữa nay vẫn mối không trời. Vô cái chế này sao mà bắn vụt là sao ta? Không phải vụt đâu trời. Nè nè lông dính nó máu me gì từ lưa trên đây mà. Nè. Thôi mình đi tiếp cho dài nặng đi ha. Nãy đang con đó mà. Ô cá mắc cạn rồi sao? Đây cả nhà. Cái này là giống không có nhỏ nhỏ không ơi. Dưới tay. Cái nhỏ nhỏ mà. Cái rô cái gì? Cái dù nó nhỏ không à. Cái này mấy cọ thấy nó thằng. Ừ. À, cái này để cái co kè ở đây là lụm liền hay sao? Nói gì? Dốc chân luôn. Thôi bỏ đi quá. Cái dù nó nhỏ nhỏ không à. Không có cá lóc ha. Đi. Đã nó ngổ luôn kìa. Gì? Đó ngổ ngổ. Đây ngổ nè cả nhà. Đây nè. Nó phải tẹt tẹt kìa. Đó. Mắc cạn. Con cá này bắt gì mà tha hầm cũng được. Nhưng mà trời tối rồi cả nhà ơi. Tối gì cá này thôi mình đi tiếp. Thằng kia có anh Tú ơi. Có không? Mấy vườn này có chim cu ngủ nè. Mà thôi bịch quá. Dạ 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 cả nhà ơi. Lụm không? Hay quá xong ơi. Lụm con cả nhà ơi. Chuột chuột chuột. Không kêu gì vậy? Lo dễ luôn. Một con chuột đầu tiên. Trời ơi. Bự. Gì vậy? Chúng mình làm cái gì vậy? Lụm con đầu tiên. Có chuột rắn gì không? Rắn lên nằm, nước lớn rồi nè. Hồi lần mấy cái vườn này chuột rắn là dữ lắm luôn cả nhà. Ai bán vậy? Tối vậy? Băng nhà hay băng ta? Băng nhà không ta? Phải mình hả? Được con rồi, phải mình ơi. Chút. Nè, chụp anh Túc kìa. Nè. Chụp anh kia. Đi nhỏ luôn. Đi về dạy lên lấy qua đây hứa trong ơi. Lên trên, chết cha. Cao vậy? Ừ. Đúng không? Ừ. Quan kia, quan kia.
Chết rồi, chìm mua tre rồi. Rồi sao giờ? Xuống mua tre xong rồi. Xuống tre, nghiệm sẵn xong. Thôi qua đây rồi. Xuống tre đó. Xuống tre đó xong. Trời ơi là trời, xong đúng là cao thủ võ lâm trời. Vậy mà bắt con dính đó, đâu vậy? Dũng hả? Trời trời. Tiêu rồi. Nó dính lắm mà. Dục không? À, đúng là mình hơi vội cả nhà ơi. Công nhận hay thiệt. Tại vì bắn nó đang chạy mà bắn nó không có trúng tịch. Bắn trúng cái chỗ nào ạ? Trên đậu tét dưới đậu. Gì? Thôi 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 thôi. Chết bà. Dính vô cây tre vậy. Rồi. Mắc kẹt mua trẻ rồi. Đây đây đưa đưa cây trẻ luôn. Nè. Chết bà. Nè. Đâu rồi? Cái mũi trẻ còn đó, mũi trẻ còn đó. Ây da, cái đèn bị gì cả nhà ơi. Có nào anh nào biết không? Hả? Đâu rồi? Tức. Tiêu luôn hết xong. Chạy qua cây bụi này, bơi bụi này hay chưa? Trời, bắn dính là tét cả nhà ơi. Gãy cái chĩa đó rồi. Quá hay quá. Tưởng nó ăn nó được rồi mà không cho ăn nó được trời. Mũi trẻ còn đó không? Bắn vô cây tre, giật ra nó gãy cây tre là dễ luôn. Heo nó được có trời đó. Ừ. Mới lên đọt mình cũng đâu làm ăn gì được. Thôi bỏ đi xong rồi. Chuột bắn dính rồi nó chuột. Chạy đợi tới canh lửa quá bắn nha. Hư rồi, sửa lại. Sửa chỉ là cái nhà ơi. Sửa đỡ rồi. Đúng rồi. Đó đi một chút á cả chục người ăn. Rồi. Còn bây giờ á sửa đỡ lại đi về nhà sửa tiếp cho một người ăn. Rồi ngon lành thấy không? Rồi tiếp cả nhà ơi. Thành chỉ mới. Gì vậy? Đó. Anh Tứ làm gì có kẹo vô chân cái đó vậy? Không. Cái đái gì vậy? Em tưởng đâu ấy chứ. Đâu. Chàng quý ứng đó kìa. Thế chứ bộ. Vậy nè. Nói chuyện tới lúa nữa đó. Em lũng ứa. Chỗ này như có chừng có chuột ngang trên mít nè. Làm ơn đi trước, dở dở dữ lắm rồi sao bụi rồi nha. Đi vô trài nha. Như là gì vậy? Bụi bịch trời sao rồi? Sen. Ủa môn. Môn. Đây cái hương kìa.
chuột ăn hết trơn. Mẹ em dùng có rồi. Không chảy gì có gì mà không có chuột bỗng hết trơn á, trời ơi. Ê, con nhắn lại kìa. Đâu? Đâu? Mẹ, bắt mấy xong rồi. Nhắn lại kìa nhờ. Rồi sao bắt? Xong bắt luôn hay sao? Hay biết. Bự không? Ai biết rồi, nhắn lại nè, xuống sông bắt luôn hay bắn? Đâu? Nha. Không được được á, xong ơi. Ừ. Thử luôn đi con. Này nó có nằm đâu, tóc rồi. Thử vô đây rồi, ngay cái hai trẻ tao thử. Đúng xong. Chế cái cục lấy chế này nè. Rồi qua bọn kia lụm luôn. Dính nè, bắn nè. Dính nè. Hay quá. Ê, cái cần câu dính này vậy? Câu dính cá vậy. Bự không? Bự không Tám? Là Tám ngồi canh nước môn để bơm nước á kìa. Cấm cấm nhiều không á Tám? Ê, cá chê trắng á nhà ơi. Màu trùng. Màu dế. Trùng, trùng. Bự không? Làm hồi nữa. Cũng được, chắn lại cũng được cả nhà ơi. Nó dài, rồi, nhiều miếng. Đạp cái giờ cái đầu đó hả anh? Trời đổ thanh, vụt bây giờ. Dạ, 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 hai chỉ vô hai bên luôn. Lắm. Rồi, trời cái mũi. Rồi, gắn xíu hai bên cái. Mới gãy sửa lại tao ơi. Thôi, mình đi dài dài kia. Nó nằm đây, nằm tự bộ. Dạ. Bây giờ gặp mấy người săn nó chết quá không? Cái chê này khô khô cũng ngon chứ bộ. Chê trắng nguyên si luôn á. Sớm dính con nào chưa bác Tám? Nó tắm cắm bằng cái nhũi nữa cả nhà thấy không? Bay không? Này cả nhà. Cái nhũi này hồi xưa có con cái nhũi là con cá lóc đó cả nhà. Thôi đi bác Tám ơi. Nước lớn này cắm cá nàng dữ lắm. Gì vậy? Được rồi, đưa đại xuống cho tao đại lũ đạp cho. Rồi, xe xuống. Rồi, chạy xuống. Đi, đây. Mày nó bưởi, rồi. Bắt đi. Bắt sao đứng hoài vậy? Giục, bắt dập cái đầu chú đi hả chưa, giục chưa? Chưa nha. Ê. Được chưa? Đơn giản. Có giục dính gì nữa đâu, giục. Sự. Dạ, luôn nghe đứt cái đầu xem rồi đó. Đứt cái đầu phải không? Phải không? Nhắn lại đập mạnh cái là đứt cái đầu à. Xong cái anh Tú nó tút đặng à. Gì hả? Gì hả? Chuột cống hả? Dính không? Dính không? Tỉ anh Tú ơi, có con chuột con tí lòn lòn lắm. Để tôi móc lại ngay nha. Quá kính trốn nữa. Quất sợ cái dính vô cây tre nữa.
xong xong đây xong đưa cái đầu xong này cái lỗ này cái lỗ này anh chẳng có đẹp thấy không thôi đưa cái đầu đó để đi anh sợ không chó là cái lỗ này lên cưới tôi chỉ luôn lỗ này nè anh chẳng đua sáng này nè thật bẩn luôn thẳng luôn ấy ừ cái lỗ đó lỗ trên ừ này nha để sẵn lỗ đi ừ chạy rồi trời sao bao nhiêu không dính kỳ vậy không thương tiếc cây trẻ luôn mà bắn còn học rồi 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 đâu bị văng cây trẻ bạn ơi tập cái tay vô được không không sao được lúc không có cố tình nha thấy cái chuột thấy chuột chó vàng chứ bộ rồi không còn nữa thì chạy hả chích chuột cái lú đầu đó chích chuột cái lú đầu à qua giữ cái nhà ơi hai lần kể chĩa nó dồi hà nó dồi hà chảy xong hoài à. Ai biết đâu tao bị lửng cái dính chuột là lấy được được không mình lấy ra mình sẽ là sửa nữa để nó che luôn không biết được không à nó chĩa này quý lắm nghe cả nhà cái heo qua xong mấy năm trời nữa hả tiếp tục cả nhà ơi thì càng nghe nó càng cục về á chứ làm sao nó gãy mà có lợi xóa lại đâu này xấu lên đây này xấu này xấu này, này kêu bằng tam sao tứ bản luôn tam sao đất bản quá dữ qua xong quá dữ cả nhà ơi bữa nay ngầm thơ nữa cả nhà thầy chuột kéo tiêu luôn hả cả nhà lú cái đậu rõ ràng cho bụng chuột nó về nó ăn cơm thôi anh em nghỉ ngơi chút xíu mình đi tiếp là hai lần gãy dễ luôn tổ chát rồi dướng cái chè nè cái lọc chè nè nó ra nữa đó kìa nó phái tới cái chuột của em tàu tre cái đó là cái tàu tre chứ không phải nó chạy lên em thấy rõ ràng mà mỏ miệng quá không hiệu quả rồi khoan nghe mà chút xíu nãy anh làm như nó biết lộ quá rồi mở miệng quá chuột ơi là mới mốt là đi bắt chuột là không bao giờ ta đào kêu chạy ra luôn hả thấy cái bộ nó chạy ra thiệt cái bộ hỏi cái nhà coi thấy vô vàng cái bộ được chưa đi tiếp thôi đi đi cả nhà ơi đưa cái đèn đi coi ôi đi luôn rồi đi luôn đi đi lại lần kia đấy rồi này bắn lại luôn xem ơi nay bắn được nó đường quá trời leo luôn đi chứ chuột lên cây bắn xong nó leo lên bắn cả nhà nó nằm trong ổ đó rồi trời ơi nhỏ quá lại thử luôn đi nè không tiêu diệt chuột cái nơi chế kìa nó chân đèn sáng ở đâu á trung tâm đèn sáng luôn xong rồi cái đèn nó trời lạo không dựng thứng già biết đó ngay đó buông đi ra con bò con bò vẫn chứ ủa thấy nó bự lắm mà trời ba cái veo cái nửa mắt cái chĩa ngay cái mạc nữa luôn trộn chút xíu cái này ơi bữa nay kẹt màu lắm rồi ép ép trời ơi chính như cái đuôi hay gì vậy cũng được mà lứa bay xong trên đọt cây cả nhà
Hay quá. Ờ bự quá. Ôi sao nhìn cũng được quá ha. Nhẹ nhàng. Ê, anh nói con chuột gì ngon quá. Chuột gì ngủ? Chuột lắc chân chết. Cơm. Chuột trên cây nó dễ đúng không? Cơm, giấy. Chuột này chắc béo lắm mà. Ừ, ngon, mập. Đây coi xong ơi. Đâu, đâu. Chạy dốc, xong, xong, xong. Trời ơi là trời. Xuống luôn á. Hình ghê hổng ha. Nó nhảy đó. Kìa kìa. Nó trông. Lắm. Hay quá xong ơi. Cái đèn vừa hết pin luôn cả nhà ơi. Hay quá xong ơi. Nó chạy lên tới tầng này hả? Ừ. Nó đó, nó chạy lên này nè. Nó lên cây rồi, tôi vượt nó dài dài lên này nè. Hồi năng cho mít chín nó kiểu. Ừ. Chạy tới tầng này luôn mà. Mày hả bưởi? Nó nè. Nó đó. Mày nhẹp luôn. Ừ. Vượt theo thì sớm rồi mà. Mày hả bưởi? Này nó cũng kiếm tới số. Này nó kiếm mớ tiền xe rồi nó đi chung cư nó ở đó nè. Thôi hai anh em mình về cả nhà ơi, cái đèn vừa hết pin luôn. Về. Thôi chúc cả nhà buổi tối ngon giấc nha. Anh em lối về đây. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye. Điện thoại đèn hết pin luôn. Ok. Về bye bye nha.